Xin chào tất cả anh em nhé. Hôm nay mình sẽ build một xe tăng nha bạn nhé. Đi được này, quay được này, bắn được này. Các bạn xem mình làm nhé và làm theo nha. Mình bắt đầu này. Mình sẽ dựng một cái nhà xưởng này. Mình sẽ dùng khối tre này nha. Dựng 1, 2, 3, 4, 5. 5 khối nha. 1 2 3 4 5 này. Trước kia là có 5 đấy. 1 2 3 4 5. Đầu mình thêm bánh này. 1 bánh này, 2 bánh này, 3 bánh này, 4 bánh, 5 bánh, 6 bánh này. Đó, mình thấy thì cho thêm nha. 7 8 cái. 8 cái đi. Rồi. Bên này cũng vậy, 8 cái. 1 2 3 4 5 6 7 8. Đó, thế là thành. Thế thì là cái xe nhá. Giờ mình xem xe ở giữa này. 1 2 3 2 3 này. Phía sau này. Đó. Trước này. Sẽ đặt cái trục này vào đây nhá. Ghế ở đây này. Trục đây này, một mình sẽ đặt hai cái trục lên nhá. 1 2 rồi. Hai cái trục này đấy. Hai cái trục, hai cái điều khiển này. 1 cái. Rồi bên này một cái cho cái kia này. Rồi. Sau đó mình xây trên này nhá, là bục. Trên 1 2 3 4 đấy. Làm cái hơi hơi cao nên mình cho lùi xuống khá là gì, mưu lại cái này đây đấy. Đâu xa ra cái xe tăng đấy thêm sẽ thêm một ghế này. Này mình đặt thêm cái ở đây đó, hai cái điều khiển đấy, hai điều khiển ở dưới đấy. 1 2 rồi tiếp tục mình đặt một cái công tắc vào đây này. Rồi, mình đặt cái ghế trước, tìm cái ghế này, ghế này. Ghế này, công tắc này, đầu pháo này, đây à. Mình đặt đầu pháo ở đây này, mình đặt cái ghế vào đây này, thêm cái công tắc cần gạt đây này, để bắn nha bạn nhé. Máy quên, quan trọng là có máy mới đi được. Mình lấy một cái máy nó cơ bích kiểu này, cho vào đây này, tên lửa này, cho vào đây này, đấy. Nữa cho sau, cho máy vào đây này. Rồi mình lập trình cái này nhá. Lập trình cái này này, cần gạt này, mấy cái súng này, mấy cái ghế này, rồi cái này, mấy cái cục này, cái điều khiển này, ghế này, mấy cái điều khiển này, điều khiển này, cái này ba cái. Rồi tiếp bây giờ đến máy này, mấy cái trên này, mấy cái trên đấy. Trên mấy cái ghế, cái ghế, cái máy rồi đấy. Thế là xong rồi nha. Giờ thì còn cái gì nữa nhỉ, mình sẽ thêm mẹ được rồi đấy. Giờ mình chỉnh lại cái máy này một chút.
sẽ cho cái này quay 90 độ. Hơn một tí được. Hơn một chút. Đấy, 150 độ đi. 120 độ. Bên này nữa. Bên này mình cho quay sang bên sau này. Cũng âm 120 độ. Rồi. Đó. Cứ nhảy. Rồi 120 độ nhá. Đó, thế là xong rồi bạn nhá. Giờ mình ra mình build nó ra là xem nào. Được chưa nào? Xe tăng này. Ủa, đơ à? Ích. Đó, ra rồi. Mình thử lên đi nè. Đó, bắt này mình quay thử cái này. Ý, xịn xò. Đấy, quay hẳn 120 độ nha. Quay về này. Quay trái, bây giờ quay phải nha. Sao rồi? Nha, quay về này. Bây giờ mình cho đạn nhé, mình thử lắp đạn bắn nè. Lắp đạn nhớt nha. Đấy. Rồi. Mình thử bắn nhé, nhìn này. Úi. Chấp chưa. Thì này. Úi, xe tăng này bị ngon đấy. Quay này. Bắn này. Ý, cực kỳ hay luôn. Giờ tăng nó bị ngầu luôn. Rồi. Các bạn thấy nào? Quá hay luôn. Mình sẽ xây một cái bức tường ở trên này mình bắn thử nha. Bắn vỡ bức tường này luôn. Rồi, nhìn bức tường xanh xanh nhé, mình tiếp test thử nhé, nhìn xem tăng là đơn giản là hơi chất nha, phá vỡ bức tường này nha, nha. Mình sẽ chụp lại cái ảnh, bức ảnh này. Đó, rồi giờ mình xuống mình vào xem tăng này. Bắn lên tường như này. Úi giời ơi. Rồi mất tan luôn. Nhờ. Quay này. Quay trái này. Ôi, nhầm bên. Ôi, nhầm bên đấy. Bắn này. Úi trượt rồi. Trượt rồi. Ôi, xin phật khe luôn. Là mình đi mình lên mình càn luôn, mình đâm luôn. Đâm không đâm được. Bắn luôn. À, bắn được. Chỉ ở giữa cái cục đấy thôi. Cái tăng này không đâm được đâu. Cái mặt khối này không đâm được. Quay này. Bắn. Úi rồi, ta nó sẽ tăng ra rồi. Bắn. Úi giời ơi, nhìn nhau cái gì? Sẽ tăng cái tan luôn. Có ngầu luôn. Có ngầu luôn nha. Đó, nhìn nhau, các bạn thấy hay thì like, share, comment mình nha. Lần sau mình sẽ chế một con khác hay hơn. Đấy, nó sẽ tăng của mình khá hay hơn nha. Mình đã phải chụp lại một cái bài kỷ niệm. Đó. Rồi, video mình đến đây là hết. Tạm biệt các bạn nha. Lần sau mình sẽ chế một con khác.